đừng làm hại anh ấy mà. Hãy tha cho anh ấy đi, ta sẽ theo Dương huynh về chịu tội. Mau trốn đi anh Tiết, trốn đi anh. Không, mời đi. Mau không, trốn đi mà. Không sao đâu. Mau trốn đi anh Tiết. Anh Tiết, tôi yêu Mane và tôi không chấp nhận để anh đưa Mane đi nữa. Anh là ai? Cậu không cần biết tôi là ai hết, bởi vì cậu sẽ không có cơ hội để gặp lại tôi lần nữa. Thì ra anh, anh chính là Dương Thượng Mu Cha Lin. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta chứ? Ta xin ngài làm ơn giữ mạng sống cho Tiết. Giả lại việc sát sinh không phải là một tội ác mà Dương Thượng luôn tránh phạm phải từ trước tới giờ hay sao? Sao lần này ngài lại muốn ra tay chứ? Ngươi là kẻ biết rõ việc liên quan tới con người sẽ gây ra nỗi đau khổ như thế nào mà. Ta sẽ không để cho Mane phải chịu đau khổ vì con người như ngươi đã từng trải qua. Lần này ta nhất định phải trừng trị hắn cho bằng được. Ta xin Dương huynh, nếu Dương huynh vẫn muốn giết anh Tiết thì ta xin phép được chết cùng với anh ấy. Không chỉ riêng gì Mane là chịu hy sinh tính mạng để bảo vệ cho Tiết, bản thân ta cũng sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất của ta bằng mọi giá. Gì chứ? Bà là... Ta chính là bà ngoại của con đây. Con hãy nhìn đi, chiếc dãy xà dương đang đeo trên người của con chính là vật chứng minh. Bà, dù cho hắn ta có là cháu trai của ngươi thì ta, phim được dịch và lồng tiếng, ta cũng không thể tha mạng cho hắn được. Tốt nhất là ngươi và Mane hãy tránh xa chỗ này ra. Dừng lại, duyên là trời định. Ta xin ngài hãy niệm tình mà tha mạng cho cậu ấy một lần. Thiền sư, là ngài sao? Sư thầy, mọi thứ trên đời này đều là duyên số và không ai có thể tránh được. Xin ngài đừng tạo nghiệp nữa, kẻo ảnh hưởng đến phúc đức của mình. Xin xà dương suy nghĩ lại. Ta biết ta đã làm sai, nhưng mà anh Tiết là người ta yêu và không buông bỏ được. Cầu xin Dương huynh hãy rủ lòng thương, xin hãy chấp nhận cho ta và anh ấy được sống cùng nhau. Nàng có biết là tâm con người độc ác, không bao giờ có tình yêu đích thực đâu. Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho nàng phải đau khổ. Ta không chấp nhận được. Ngài không có quyền phán quyết về tình yêu của tôi dành cho Mane. Nếu như ngài thật sự công bằng,
thì ngài phải để cho tôi chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy chứ. Tôi sẽ không bao giờ khiến cho Mane phải đau khổ hết. Nói hay lắm, nhưng mà ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa đâu. Mane, Mane. Anh Tiết. Mane, Mane. 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 Mane, đừng bỏ anh mà. Mane. Quay về với anh đi. Được rồi Tiết, hãy để cô ấy trở về nơi ở của mình. Xà thần và người thật sự không thể nào sống bên nhau lâu bền đến mãi mãi được đâu Tiết à. Bà ơi, bà làm ơn hãy gọi Mane quay về với con đi. Con không thể sống mà thiếu cô ấy được. Con xin bà. Tốt nhất là con hãy buông bỏ đi, trước khi những chuyện kinh khủng và đau khổ hơn như vậy ập đến. Con không làm được. Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ tìm ra Mane cho bằng được. Và lồng tiếng tại phim TV. Nếu như ta không cho gặp, thì đố ngươi làm cách nào để tìm được. Chúng tôi yêu nhau thật sự, tôi sẽ làm tất cả để đưa Mane trở về với tôi. Tình yêu phàm tục cũng chỉ là lời nói cửa miệng mà thôi, không có gì gọi là chắc chắn hết. Ngài đừng coi thường tình yêu của tôi như vậy. Tôi muốn ngài biết, tôi tuyệt đối không để cho ai đưa Mane rời xa tôi đâu. Tốt lắm. Hôm nay ngươi dám cả gan mạnh miệng đôi co với một xà dương à? Xà dương thì sao chứ? Hãy đấu với tôi như hai người đàn ông đi. Chúng ta đấu với nhau một cách công bằng mà không dùng tới phép thuật. Nói rất hay. Vậy thì ta sẽ đợi ngươi. Mane, vùng Neramit
tiết à? Mới đây đâu mất rồi? Đúng là chỗ này rồi. Money! Money! Em ở đây đúng không Money? Money! 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 Đợi anh với! Đến rồi à? Tôi đến để đón Money về. Nếu như ngươi có khả năng thì cứ thử đi. Ngài đưa Mane đi đâu rồi hả? Thật ra ta cho ngươi gặp lại Mane lần nữa cũng được. Nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì chứ? Ngươi hay nói là ngươi và Mane yêu nhau thật sự. Phải. Hai chúng tôi yêu nhau thật sự. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thời gian 3 tháng. Ngươi phải chứng minh cho bằng được ngươi và Mane là thật sự yêu nhau. Nếu như ngươi không làm được thì ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại Mane thêm lần nào nữa. Được thôi. Nếu như tôi làm được thì ngài phải chấp nhận là ngài đã thua và không được làm phiền cuộc sống riêng của hai chúng tôi nữa. Ngài có đồng ý điều kiện đó không? Tôi hy vọng một xài vô như ngài sẽ luôn công bằng. Ta đồng ý. Vậy bây giờ Mane đang ở đâu? Mane đã ở bên đó từ nãy giờ rồi. Money. Anh Tiết. Sao anh đến đây được vậy? Money. Anh tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại em được nữa. Buông tôi ra. Buông ra. Money. Nè, sao anh lại làm vậy với tôi? Money. Buông ra đi. Khoan đã Money. 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 Khoan đã. Dương Quynh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Ngài đã làm gì cô ấy? Nàng cứng đầu như vậy, không chịu tin những gì mà ta nói. Ta sẽ để cho nàng tận mắt chứng kiến hết. Giờ ta sẽ để cho nàng đi, nhưng nàng hãy nhớ đó. Bây giờ nàng chỉ có thể nhớ tên Tiết, là người mà nàng đã từng cứu mạng sống của hắn. Ngoài ra nàng chưa từng có một chút suy nghĩ hay là tình cảm gì giữa hắn hết. Ta chỉ là đang tạo ra sự công bằng cho hai bên thôi. Chẳng phải ngươi là người yêu cầu ta điều này hay sao chứ?
Dương Huynh và anh Tiết đang nói chuyện gì vậy? Phải rồi, Dương Huynh và anh Tiết quen nhau từ lúc nào vậy? Money. Money. Anh Tiết, anh vẫn chưa về sao? Money, em thật sự không nhớ chuyện gì giữa hai chúng ta sao? Đương nhiên là nhớ. Tôi gặp anh lúc anh sắp chết đuối, nên tôi cứu anh lên bờ. Sau đó chúng ta là bạn. Vậy em có nhớ chúng ta yêu nhau rất tha thiết không? Sao tôi lại có thể yêu một người phàm như anh chứ? Trong khi đó, tôi đã là hôn thê của Dương Huynh Mujalin, thì sao có thể yêu người khác được? Không phải đâu Mane. Mane, em nhìn vào mắt anh đi. Em hãy nhớ lại, hai chúng ta rất yêu nhau. Mane. Anh, thôi đi, đừng có nói những điều bậy bạ nữa. Với lại, đừng đụng vào người của tôi. Mane à, chúng ta yêu nhau thật mà em. Em hãy nhớ kỹ lại đi. Chiếc vòng anh tặng em đâu mất rồi? Anh ta gỡ vòng của em ra hả? Mane, Mane, ngươi đúng là phiền phức. Mane nè, ở chỗ bên kia có một vườn hoa mới nở đẹp lắm đó. Bây giờ nàng có muốn cùng ta đi hái hoa hay không vậy? Em đừng đi. Đừng đi Mane. Dạ muốn chứ. Mane. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi nha. Mane à. Mane. 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 Ngài thật là đáng thương. Tôi sẽ không chịu thua một cách dễ dàng như vậy đâu. Không thấy một chút cơ hội nào luôn đó. Làm sao mà ngươi có thể thắng được Dương Thượng Mujalin chứ? Khổ tâm quá Tiết ơi. Thank you.
Chỉ là mơ thôi hả? Tỉnh rồi à? Những gì trong giấc mơ của tôi là ngày làm có đúng không? Nếu như ngươi thật sự yêu Mane thì ngươi cũng phải yêu hình dáng thật và hình dáng giả của nàng ta. Hay là ngươi ghét bỏ hình dáng thật của nàng ấy? Anh, tối qua anh ngủ đây luôn hả? Anh tiếc. Vì anh sợ ngày ấy sẽ đưa em đi lần nữa. Nếu như ta muốn đưa nàng ấy đi thật thì ngươi làm được gì ta? Tôi chỉ hy vọng một xà dương như ngài có thể giữ đúng lời hứa mà chúng ta đã giao ước với nhau. Ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì xà thần như ta vô cùng trọng lời hứa. Nhưng mà thời gian của ngươi không còn bao nhiêu nữa đâu. Tại sao vậy? Chính ngài đã nói là ngài sẽ cho tôi 3 tháng để chứng minh kia mà. 3 tháng ở trên trần giới này chỉ tương đương với thời gian gần 3 ngày ở chốn Ba Đan của ta thôi. Ngươi đã ở nơi đây được 1 ngày 1 đêm rồi, và ngươi chỉ còn lại 1 ngày duy nhất mà thôi. Nhưng ít nhất ngài phải cho Mane và tôi có không gian riêng tư chứ. Ngài không thể cứ kè kè cô ấy như vậy. Cũng được thôi, nhưng một khi thời gian đã kết thúc mà ngươi vẫn chưa thể chứng minh được điều đó thì ta sẽ đưa Mane về Ratanabadan ngay lập tức. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mane, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em mau nhớ lại mọi thứ đi mà. Hãy ráng nhớ lại chúng ta đã yêu nhau như thế nào. Tôi... tôi không thể nhớ ra được. Em nhìn anh đây nè, ráng từ từ nhớ. Hai chúng ta yêu nhau mà. Sao người dám?
Sao người dám mạo phạm ta như vậy? Anh yêu em mà Mani. Và em cũng yêu anh. Hai chúng ta yêu nhau mà. Em nhớ không? Chúng ta không thể sống thiếu nhau. Chúng ta đã rất yêu nhau. Money. Anh phải làm gì để em quay lại với anh đi Mani? Từ bỏ đi, trước sau gì thì công chúa Mane cũng sẽ thành thân với quốc vương Mochalin mà thôi. Không, Mane đã là của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho ai cướp cô ấy ra khỏi cuộc đời của tôi đâu. Có chết tôi cũng phải giữ chặt cô ấy. Mane đã trao thân cho con người rồi. Ôi trời ơi.